Thưa quý vị, hơn một tuần sau thảm họa động đất, lực lượng cứu hộ cứu nạn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn sống sót. Và những nỗ lực ấy đã được đền đáp bằng những phép màu. Một cậu bé 13 tuổi đã được kéo ra hôm qua dưới đống đổ nát của một tòa nhà ở Antakya hơn 228 giờ sau trận động đất, tức là hơn 9 ngày rưỡi. Còn tại tỉnh miền Nam, Karamanmaras, tâm chấn của hai trận động đất, một người phụ nữ 42 tuổi cũng đã được giải cứu sau 9 ngày mắc kẹt. Tuy nhiên, niềm vui không được trọn vẹn khi chồng và con của cô đều đã thiệt mạng. Theo thống kê của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, tính đến thời điểm này, hơn 8.000 người đã được đưa ra khỏi những đống đổ nát một cách an toàn. Còn tại Syria, trận động đất kinh hoàng vào hôm ngày 6 tháng 2 vừa qua khiến người dân Syria đối mặt với ác mộng chồng chất ác mộng. Đây là lời cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Trước khi thảm họa động đất xảy ra, hơn 4 triệu người Syria vốn đã phải phụ thuộc vào cứu trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc cho biết là sẽ cần gần 400 triệu đô la Mỹ để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo cấp bách trong 3 tháng tới. Ước tính của Liên Hợp Quốc cho rằng có khoảng 9 triệu người Syria bị ảnh hưởng bởi trận động đất tuần trước. Nguy cơ bùng phát các bệnh từ nguồn nước rất cao, đặc biệt là khi dịch tả đang bùng phát. Đây là một bệnh viện dã chiến với quy mô và thiết bị hạn chế. Những bệnh viện như thế này là để chuẩn bị cho các cuộc không kích, có thể tiếp nhận 10 đến 20 người bị thương. Bệnh viện này không được chuẩn bị cho một trận động đất lớn và bất ngờ thế này. Tình hình vô cùng khó khăn. Động đất đã gây hậu quả nặng nề nhất ở vùng Tây Bắc, khu vực do lực lượng đối lập kiểm soát. Tuy nhiên, khu vực này nhận được rất ít hàng viện trợ so với các khu vực do chính phủ kiểm soát. Các chuyên gia ước tính Syria sẽ phải mất đến 5 đến 10 năm chỉ để triển khai được chương trình tái thiết ở khu vực này. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ tất cả các khu vực ở Syria. Và tôi rất vui khi biết được rằng chính phủ Syria đảm bảo sẽ hỗ trợ cho chúng tôi với các công việc hiện nay. Sau khi động đất xảy ra, đã có các cách thức để hỗ trợ khu vực phía Tây Bắc, nhưng vấn đề đó hiện đang được khắc phục. Ngoài việc tái thiết, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho những người sống sót, Syria cũng đứng trước mối đe dọa an ninh tiềm tàng sau thảm họa. Các tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù nằm ở thị trấn Razo, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 5 km và cách Aleppo khoảng 65 km. Nhà tù này là nơi giam giữ 2.000 tù nhân, trong đó 1.300 người được cho là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Một số chuyên gia lo ngại, chúng có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn sau động đất để tập hợp lại và tích lũy uy quyền. Tham gia cứu hộ cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ trong đoàn của Việt Nam có một lực lượng đặc biệt, đó là 6 chú chó nghiệp vụ. Những vũ khí của Bộ đội Biên phòng đã được huấn luyện chuyên sâu thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong nước. Huyện Anpaget, tỉnh Hatay, một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ngày 14 tháng 2, đội chó nghiệp vụ và tổ trinh sát số 1, đội công binh cứu sập của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bắt đầu tìm kiếm cứu nạn tại đây. Trong một thời gian ngắn, đội chó nghiệp vụ và tổ trinh sát số 1 đã nhanh chóng tìm thấy 3 vị trí có nạn nhân và đưa được một thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hai vị trí còn lại, lực lượng Việt Nam đã bàn giao cho đơn vị sở tại và tiếp tục tìm kiếm, khảo sát khu vực theo kế hoạch ban đầu với cơ quan điều phối địa phương. Chó nghiệp vụ của chúng tôi đã phát hiện vị trí nguồn hơi trong tầng hầm. Chó khi phát hiện vị trí nguồn hơi, chó kêu sủa, cào bới. Chúng tôi đã cắm cờ đánh dấu vị trí. Hiện nay, hai giống chó nghiệp vụ được Bộ đội Biên phòng sử dụng để tham gia vào công tác tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ là Malinois của Bỉ và Berger của Đức. Với đặc tính phản xạ nhanh, khả năng chiến đấu cao và sự trung thành tuyệt đối, chó nghiệp vụ được xếp vào loại vũ khí nhóm 1 của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đối với công tác huấn luyện chó nghiệp vụ chủ yếu được đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn chiến đấu qua các thời kỳ, nghiên cứu các phương pháp huấn luyện của các nước trên thế giới và kinh nghiệm qua các cuộc thi đấu quốc tế Army Games. Hoạt động huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ được xác định là một nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm vì rất dễ xảy ra mất an toàn trong quá trình huấn luyện. Sự gắn bó giữa chó nghiệp vụ và huấn luyện viên đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công mọi nhiệm vụ. Những ngày này tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiệt độ có lúc xuống 2 độ C. Trong giá lạnh và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, chó nghiệp vụ vẫn được các huấn luyện viên quan tâm và chăm sóc như một người bạn đặc biệt. Cái tình cảm gắn kết với nhau
nó còn hơn cả một người bạn, là một người cùng với mình hoàn thành các nhiệm vụ trong một đời binh binh nghiệp là huấn luyện viên. Đấy. Thành công của mình thì cũng là công việc và cũng là thành công của chú chó nghiệp vụ mình. Hơn 63 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng huấn luyện viên và chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng đã góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Giờ đây, lực lượng đặc biệt này tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm và nhân đạo của Việt Nam với bạn bè quốc tế.